xin kính chào các bác nha. Hôm nay là phiên ngày 31 ạ, tháng 5 năm 2020 ạ, thì vườn lan Yến Nhi Điện Biên lại lên một phiên mới nha các bác nhá. Hôm nay em sẽ lên xả hàng chuỗi ngọc giá rẻ từ 120k một giò trở lên và cáo nhá các bác nhá, và lên vô số những cái hàng tam bảo sắc, rồi là kiều, đùi gà, hàng bao đẹp nhá các bác nhá, long tu xuân, vôi. Các bác chốt đơn vui lòng gọi điện thoại số 0978949996 để được chốt hàng sớm nhất nhá. Xin mời các bác theo dõi phiên bán hàng ạ. Các bác ơi, em lại lên tiếp xả một ít hàng chuỗi ngọc giá rẻ nhé các bác nhé. Và một số cái mặt hàng giá rất là rẻ luôn này. Mã số 01 chuỗi ngọc ạ, hàng đã thuần hết rồi nhé các bác nhé. Riêng lô này nhà em là thuần hết rồi nhá. Mã số 01 ạ, 150k chuỗi ngọc ạ. Mã số 02 ạ, đây giò này nhiều mầm lắm này. 02 ạ, 170k ạ. Mã số 03 ạ, 150k ạ. Mã số 04 ạ, 120k ạ. Mã số 05 ạ, 150k ạ. Mã số 06 ạ, 130k ạ. 130k nhé các bác nhé. Đấy, giá rất là rẻ luôn nhé. Mà hàng đều đã thuần hết rồi nên các bác cứ yên tâm nhé. Mã số 07 ạ, 150k ạ. 07 150k. Đây anh quay dễ cho các bác xem đấy chưa. Đấy, dễ ăn hết vào giá thể là yên tâm rồi nhé các bác nhé. Kiều vàng này, kiều vàng nhé các bác nha. Kiều vàng hàng thuần gần 1 năm rồi nhé. Mã số 08 ạ, 170k ạ. Kiều vàng ạ, 170k. Mã số 09 ạ, 150k ạ. Đấy, cái giò lan thuần mà chỉ có hơn 100.000 một giò, quá rẻ luôn nha các bác nhé. Các bác đi mua hàng cân về trồng, mua chậu, mua móc các thứ gì nó còn nó cũng đắt ngang như thế luôn. Mà cái này em thuần cho các bác rồi. Mã số 10 là 170k ạ. Đây, giò này phải to gấp đôi những cái giò kia nhé các bác nhé. Mầm phải gấp đôi những cái giò 170 nhé. Mã số 11 ạ, 250k. 250k đây. To ú ú luôn nhé các bác nhé. Nhiều mầm lắm. Em sang tiếp đùi gà dẹt nhé các bác nhé. Đùi gà dẹt hàng cũng thuần 1 năm, gần 1 năm rồi nhé. Mã số 12 ạ, đùi gà dẹt ạ, 250k. Đấy, mầm tua tủa này, hoa quả đầy mình luôn này. Được chưa? Quá đẹp luôn. Tiếp đùi gà dẹt giò to nhá. Mã số 13 đùi gà dẹt ạ, 300k. Ui đẹp quá này, các bác nhìn dễ này, thích chưa? Dễ bắn vào mầm này. Đấy, một to luôn nhá các bác nhá. Mã số 13 đùi gà dẹt 300k. 300k nhá. Đùi gà dẹt mã số 14 ạ, 250k. Một cái giò to như này chỉ với giá 250k thôi nhé các bác nhé. Mã số 15 ạ, 250k đùi gà dẹt ạ. Nhiều mầm chưa? Độ thuần thì không phần cần phải bàn rồi nhá, vì thuần quá thuần rồi. Quá thuần rồi. Tiếp đùi gà dẹt ạ, mã số 17 ạ. Giò này là 280k nhá. 280k ạ. Đây, to đẹp luôn nha các bác nhé. 280k. Đấy. Em sang tiếp đùi gà tròn nha các bác nhé. Đùi gà tròn nhà em nha. Đùi gà tròn Mường Nhé Điện Biên nha các bác nhé. Hoa bông rất là to luôn đấy ạ. Dày bông. Mã số 18 đùi gà tròn này, 250k. Thuần của thuần rồi nhé các bác nhé. Các bác cứ yên tâm. Tiếp này, mã số 19 này, 250k. Nó đều như nhau thôi. 250k. Đùi gà tròn này, mã số 16 ạ. Mã số 16 này 250k. Mầm này tua tủa luôn nhé các bác nhé. Rồi, đi tiếp sang em sang tiếp cáo nhá, cáo thuần năm thứ 2 ạ. Cáo lô này nhà em là thuần năm thứ 2 nhá các bác nhá. Mã số 20 ạ, 200k. 200k nhá. Mã
mã số 21 ạ, 150k ạ. Đây cái này ghép chậu gỗ sao rất là đẹp luôn nha các bác nha. Đấy đăng lên một mẹ hai con. Cái nhánh này nó cũng đăng lên mầm mới rồi. Nó bị rút ngọn nhưng nó đăng lên hai mầm rồi nha các bác nhá. Đấy rất là đẹp nguyên rề nha các bác nhá. Nguyên rề nhá. Cái này là cáo phân nhánh mường lói nha các bác cáo nhá. Cáo mường lói Điện Biên chuẩn nhá. Dân khai thác về thì không thể tránh khỏi những cái lá cũ nó bị cái này được hàng rừng mà. Đúng rồi, cáo mường lói duy nhất một nhưng... em. Giò này nếu mà các bác mang về các bác chăm sóc thì rất là đẹp. Ghép gỗ sao nhá, riêng cậu chậu gỗ sao nó cũng đã 340 rồi nha các bác nhá. Mã số 22 ạ, 350k. Quá đẹp luôn nhá, một mẹ hai con ạ. Nguyên rể một mẹ hai con. Những cái giò cáo này thì nó chưa ra nụ đâu các bác nhá, nó sẽ ra không đồng đều. Đây ví dụ như giò này nó mới đang sưng mắt nụ thôi thì em vẫn sẽ lên luôn cho các bác nhá. Để các bác chăm một thời gian nữa thì nó mới ra nụ nhá. Mã số 23 200k. Quá đẹp luôn này các bác này, thuần 2 năm rồi nhá các bác nhá. Đấy. Xả lên vốn thôi nhá các bác, riêng lô cáo này nhà em thuần 2 năm rồi chả. Đây dễ này, các bác xem dễ này, được chưa? Tiếp mã số 24 ạ. 180k đều đang sưng mắt nụ hết rồi nhá, các bạn sưng đi cuống rồi nhá. Rồi. Chuẩn bị ra hoa rồi, có một số giò ra trước, có số giò ra sau. Mã số 25 ạ, 150k. Em xả rẻ, nói chung giá dao động 150k đến 200k nhá các bác nhá. Tiếp này. Mã số 26 ạ, 150k. 150k. Hai con rất là đẹp, xếp thẳng đứng luôn. Tiếp này. Cáo mã số 27 180k, 4 con khá đẹp nhé. 4 con khá đẹp luôn. Tiếp mã số 28 cáo này. 180k. 180k. Chuẩn bị ra lụ hết rồi nha các bác nha. Tiếp cáo mã số 29 này, 150k. Bằng giá nhà em bán xỉ thôi nha các bác nha. Rồi. Okay. Em sang tiếp hoàng thảo vôi nhá, hàng thuần 1 năm rồi nha các bác, gần 1 năm rồi nha các bác nha. Đây ạ, dễ ra hết, bám hết vào giá thể như này rồi nha các bác nhá. Thuần 1 năm gần 1 năm nhá. Mã số 30 ạ, 250k. 30, 253, cứ một thân lá sẽ là một thân hoa nhé các bác nhé. Riêng Long Tu Xuân với Vôi thì cứ một thân hoa là một thân lá, một thân hoa. Tiếp này, mã số 30 ạ, 250k. 250k nhé. Đấy, thuần, quá thuần rồi nhé các bác. Em chỉ lên hai bảng thôi, vườn thì còn rất là nhiều nhé. Các bác lấy thì em lựa thêm nhé. Nó đều như nhau thôi ạ. Em sang tiếp một dòng nữa, Long Tu Xuân hoa Tết nhá. Long Tu Xuân hoa Tết này. Các bác nhìn mướt không? Quá mướt luôn nhá. Long Tu Xuân hoa Tết này. Mã số 32 này, 280k. 8 thân hoa nhá các bác nhá. Thế này thân nó mà đổ xuống thì cực kỳ đẹp này. Mỗi thân lá là một thân hoa nhá. Đây, hàng thuần rồi nhá, các bác không cần phải lo gì. Đúng không? Này Long Tu Xuân này. Đây, đây các bác. Mã số không, anh cứ quay cái thân già này cho các bác xem. Thân già ấy, hàng nhà em lên từ mầm gốc nhá các bác nhá, nên là cây nó rất là khỏe nhá. Mã số 33 250k. 250k Long Tu Xuân Tết ạ. Tiếp này mã số 34 ạ, Long Tu Xuân này. 34 Long Tu Xuân này, 250k. Đấy nó đều như nhau thôi nhá các bác nhá. Các bác nào lấy ví dụ như là nó hết thì các bác cứ bảo em lựa thêm vì nó bảng nó giống nhau ấy. Tiếp này, giò này đẹp quá này. Giò này quá đẹp luôn này.
Mã số 34 ạ, Long Tu Xuân ạ. 280k. Đây. 280k nhá. Mầm chưa đổ xuống mà nó đã dài như này rồi nhá các bác nhá. Thì các bác phải hiểu là cái lực nó lên rất là khỏe luôn nhá các bác nhá. Đây, nhìn này. Xem rễ này thích chưa? Úi giời. Đấy các bác xem rễ này chít 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 rễ luôn nhá. Thằng này các bác mang về chơi Tết thì cực kỳ đẹp nhá. Đúng rồi. Cứ một thân lá, một thân hoa mà các bác. Tiếp mã số 35 ạ, 250k. Long Tu Xuân ạ. 250k. Mấy nữa những cái ngồng này nó sẽ đổ xuống như này này các bác này. Mà bây giờ nó chưa kịp đổ mà nó đã dài như này rồi thì các bác phải hiểu là thân nó dài không bao giờ dưới 1 mét luôn. Nếu mà các bác chăm tốt. Nếu qua mùa mưa thì giá những loại này khá là cao các bác nhé. Em sang tiếp một dòng nữa này, Tam Bảo Sắc nhá. Tam Bảo Sắc hàng đăng lộ này, rễ này. Các bác nhìn rễ này tua tủa luôn nha các bác nhá. Thì nói chung hàng đều thuần hết rồi nên các bác yên tâm nhá. Mã số 36 này, Tam Bảo Sắc này 300k. 300k. Quá đẹp luôn. Toàn concept, toàn hàng tuyển lô này nhà em là toàn hàng tuyển lá xếp dày dặn nha các bác nhá. Hàng tuyển lá xếp dày dặn nha. Hàng lá xếp dày, không phải hàng lá lướt nha các bác nhá. Tiếp này, ui giời này đẹp quá này, nhìn con này đẹp chưa? Con này còn hai vòi hoa này các bác này. Đây một phần hoa này, hai phân nhánh đây. Phân nhánh này này, bác nào thích phân nhánh này. Đây, mã số 36 250k đánh nhầm không? 326 250k, giờ này quá rẻ luôn. Lẽ ra phải 300k giờ này. Được con này phân nhánh. Mã số 37 ạ. 300k. Giờ này quá đẹp luôn các bác ơi. Các bác ơi, Tam Bảo Sắc mình không cứ phải chơi hoa nhá, mình chơi thân lá. Cái dòng đơn thân này mình chơi thân lá thì quá là ok luôn. Lá rất là dày dày dặn nhá các bác nhá, không phải hàng lá lướt nhá. Đây là lô hàng tuyển nhá các bác nhá. Tam Bảo Sắc mã số 238 ạ. 38 này. 38 nhá, 250k ạ. Quá rẻ luôn, các bác cứ so sánh với người em thì một giỏ lan nó to như này mà chỉ có giá 250-300 là quá rẻ luôn. Giỏ nhỏ nhỏ xinh xinh này về cho các bác nào làm giống này vẫn được chơi hoa này. Mã số 39 ạ, 200k. Tiếp một giỏ to đẹp nữa này, Tam Bảo Sắc mã số 40 này, 250k. Ôi 250k một giò to ủ này này các bác này. Đây 250k. Không phải suy nghĩ luôn các bác. Không phải suy nghĩ thật sự luôn, nó quá rẻ luôn đấy. 250k. Các bác những cái con này người ta bán theo con chứ không bán theo cân đâu các bác ơi. Đây. Con này đẹp chưa? Quá đẹp luôn này. 41 250k, bác nào chốt nhanh giò này cho em. 41 250k. Giò này thì đây, quá em đẹp. Em xoay một vòng cho các bác xem. Đây. Giò này thì không phải nghĩ ngợi gì, nói chung giò nào cũng quá là đẹp không nên xả. Quá rẻ luôn, 250 hết. Bọn em sẽ quay rất là kỹ để cho các bác chọn nhé. Đấy, 250 thôi. Rồi. Đây giò này thì sếp không cần phải nghĩ ngợi gì rồi. Đây. Mã số 42, 3 con tuyệt đẹp luôn nha các bác nha. 3 con này, riêng con ở giữa này là quá đẹp rồi này. Mã số 42 này, 280k ạ. 280k, mã số 42 ạ. Em cứ xoay một vòng đi. Rồi, ok. Tiếp này. Mã số 43 giò này cũng quá đẹp này. Mã số 43 này 280k. Mã số 43 280k. Mã số 44 này 250k. Quá đẹp luôn. Xếp đẹp chưa các bác ơi? Hôm nọ em lên video trước là hết sạch luôn các bác ạ.
Nên hôm nay em sẽ sắp nhiều hơn một chút, nhiều gấp đôi cái lô hôm trước cho các bác lựa cho nó khỏi hết mã nha các bác nhá. Mã số 45 này 300k. 300k. Mã số 46 ạ, 280k. 280k. Mã số 47 ạ, 300k. 300k. Con nào con nấy đều đẹp nhá các bác nhá. Vì cái này là lô hàng nhập hàng tuyển nhá. Mã số 38 này 300 à, mã số 48 ạ, 350k. 350k. Mã số 49 ạ, 250k. 250k. Có đẹp luôn nhá. Rồi. Đẹp mỹ mãn luôn. 250k một giỏ. Đây giỏ này thì quá đẹp luôn này. Mã số 0 à, mã số 50 nhá. 250k. Nhiều con lắm ạ. Thích cái là nó thuần rồi các bác. Về các bác chỉ việc treo lên tưới nước thôi. Nó chả phải lo là thuần nó thế này thế kia các bác nhé. Đây, giò này đẹp quá. Mã số 51 này 250k. 51 này 250k. Đẹp chưa? Như trâu nhỉ? Như trâu. Lá dày. 52 ạ, 220k thôi ạ. Mã số 52 220k. Mã số 53. Ui con này đẹp quá này các bác này. Con này không cần phải ký gợi gì rồi. Bao phê rồi. Bao phê nhá. Mã 53 350k này. Bao đẹp bao phê từng con nhá các bác nhá. Mã 53 nhá các bác. Mã 53 350k này. Dễ này. Các bác nhìn dễ này thích chưa. Đấy. Em xem một vòng đi. Đẹp lắm ý giò này. Đẹp lắm ý các bác. Thật sự luôn. Không phải hàng nhà em khen đâu nhờ. Thật sự giò này quá đẹp. 350k. To này. To bằng người luôn này. Cái giò lan nó quá mỹ mãn luôn. Đây giò này thì không cần phải nghĩ ngợi rồi nhá. Cũng thế này. Mã số 53 à, đúng không? 53 à? Trùng nhau à? 54 nhá các bác nhá. Cái này 54 đi tí em đánh lại. 54 nhá. 350k cũng thế nhá. Đây, hai giò cuối này thì quá đẹp rồi. Đấy. Đẹp quá các bác ơi. Vừa to vừa đẹp. Đây, xếp này. Xếp rụt rịt luôn này. Bản lá dày dặn nhá các bác, không phải hàng lá lướt. Những cái hàng tam bảo như thế này về sau các bác chăm nó lớn lên là nó cứ thế nó thẳng đứng lên chứ nó không bị cong keo giống như hàng lá lướt nha các bác nhá. Đúng rồi. Cái này hàng lá dày nhá các bác nhá. Nó thẳng đứng lên. Lô này dày lắm. Nó lô này là hàng dày xếp tụt, xếp ngắn nhá. Nên là loại này nó khác với cái, những cái giò tam bảo ghép nũa mà nó lướt nha các bác nhá. Đúng rồi. 350k giò này thôi ạ. 54 nhá. Rồi trên đấy là em đã lên 53 giò lan cho các bác lựa chọn. Thì bác nào chốt hàng thì vui lòng gọi điện thoại đến số 09789 499996 nhá các bác nhá để được chốt hàng sớm nhất ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.